Hello, xin chào các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay Mr. Hiếu đang dẫn khách đi tour nên tranh thủ làm luôn cái video này, review lại chỗ Vince Wonder vào buổi chiều tối như thế nào cho các bạn xem. Các bạn thấy đẹp không? Ủa, ok. Mới nãy mình lia một vòng cho các bạn xem ở phía ngay cổng và bên ngoài, và ở một đoạn ngay chỗ gần ngay chỗ không, vô toilet luôn cho các bạn xem, để các bạn biết là ở Vince Wonder mình đến đây có những cái kỳ quán nào đẹp, những chỗ nào chụp hình. Toilet thì không có chụp hình được rồi. Ok, cảm ơn các bạn. Yeah. mọi người, Mr. Hiếu hôm nay đi VinWonders. Hôm nay được khách đi chơi, mình review lại cái chỗ này cho các bạn vô đi vệ sinh cỡ Vince Wonder sao nha. Wow. Đi đâu ta? Quẹo đây ra ngoài. Quẹo vô rồi. Quẹo qua đây. Ok. Đi qua đây. Đó, tướng là quẹo nè, các bạn thấy cái bảng chỉ dẫn nè. Nam, nữ, xe lăn, mẹ có bầu, con nít. There you go. Hôm nay khách đông lắm. Ok. Tới đây, toilet. Bên nào nam, bên nào nữ. Ok, bên này nữ, bên này nam nè các bạn. Vô. Này review vô cái nhà vệ sinh của Vince Wonder cho các bạn coi luôn. Đó, đã chưa? Biết có ai vô Vince Wonder review nhà vệ sinh chưa? Mình đi vệ sinh. Các bạn không có được xem mình đi vệ sinh nha. Ok, rất sạch sẽ. Đó. Good. Giờ đi vệ sinh không có được coi. Tắt máy. Cái này là cảm ơn. Mấy cái bài để vô. Đó. Và nó sẽ ra được. Yeah. Để vô ra nước. Qua đây lấy xà bông. Rửa cái tay nào cần thiết thôi. Rửa tay thôi. Đó, thấy không? Đụng vô ra nước nè, đó. Đụng vô ra nước. Ước gì? Ước gì cái dồi ở nhà mình đụng vô cái ra nước. Quá hiện đại luôn các bạn ơi. Okay. Hand dryer, làm khô tay. Đó, đã chưa? Ok, hôm nay đi vô Vince Wonder. Đó, kỳ quan của Vince đó các bạn. Đó, những kỳ quan của Vince đó. Thì mình vô, mình đứng ở ngoài chờ khách. Bây giờ vô nhà vệ sinh của Vince Wonder review cho các bạn luôn. Hôm nay không có cái nón, chỉ cái nón để ngoài xe rồi. Vô thấy bên trong này cũng ok, hấp dẫn, mình review luôn. Thì mở cái toilet sẽ cho coi nha. Ok, sạch sẽ ha. Đó, hàng lai nát luôn nha. Ok, gạt. Ok. Có cuộn giấy vệ sinh. Có nhiều chỗ là để vậy cho có thôi mà không có hai cuộn giấy vệ sinh. Nhưng mà ở đây có. Ok, good. Rồi. Chỗ này gạt càng tốt. Bỏ giấy. Đó, ok. Không có bỏ giấy chỗ đó gạt thuốc xanh. Ok. Này thì ở chỗ phòng cháy chữa cháy à, đó. Review toilet nam thôi. Không có vô nữ được. Bye bye. Đang qua bên góc này để quay cho các bạn xem nè. Bây giờ bên ngoài mưa to lắm, mưa rất là to luôn, nên không biết làm sao hồi về nữa, tại xe không có được vô tuốt tận bên trong được. Thì một chút để mình coi coi bên Vince Wonder có hỗ trợ không nha. Thì khách của mình cũng đang ra rồi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và follow những video của Mr. Hiếu. Rất vui được các bạn đăng ký kênh của mình và share video của mình cho mọi người cùng biết nhé. Bye bye. bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hiếu Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.